chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Ở thời điểm hiện tại, những chiếc smartwatch đầy đủ tính năng ngày càng chiếm được thiện cảm từ phía người dùng, với các mẫu sản phẩm như là Apple Watch, Galaxy Watch hay là Fitbit Loic luôn được xem là chuẩn mực trong mảng đồng hồ thông minh. Tuy điều này không có nghĩa là những chiếc Fitbit Tracker bị rơi vào quên lãng, chúng vẫn có những khách hàng của riêng mình, những người đặt trọng tâm hàng đầu vào nhu cầu tập luyện thể dục thể thao. Và sau một thời gian dài đồn thổi, cuối cùng thì Fitbit cũng chính thức ra mắt mẫu vòng đeo tay thông minh Fitbit Chat 3 để cập nhật cho dòng Tracker Chat rất được yêu thích của mình. Fitbit Chat 3 ra đời mang theo những tính năng thông minh, theo dõi thể thao, sức khỏe vượt trội hơn hẳn những người anh em trước đó. Không dài dòng nữa, hãy cùng mình trải nghiệm em nó ngay trong video này nhé! Đầu tiên là về thiết kế, ấn tượng đầu tiên của mình khi nhìn vào Fitbit Chat 3 có lẽ là nó chẳng khác gì Fitbit Chat 2 cả. Cả hai đều có màn hình OLED với kích thước tương tự, vỏ nhôm và dây đeo có thể thay thế cùng kích cỡ. Tuy nhiên, sự thật là Fitbit Chat 3 có một thiết kế đẹp hơn và tính năng thông minh hơn khi mà mình nhìn kỹ hơn. Fitbit Chat 3 đã được làm mới hoàn toàn với thân máy bằng nhôm và mặt kính Gorilla Glass 3 như của Vespa. Chat 3 cũng có màn hình cảm ứng hỗ trợ bảng màu xám, chứ không chỉ là đơn thuần hai màu trắng và đen. Phần hiển thị trên màn hình cũng nhiều hơn 40% so với Chat 2. Nhà sản xuất đã cắt bớt lớp nút bấm vật lý bên hông Fitbit Chat 2 và quyết định chuyển sang cảm biến haptic. Thiết kế này giúp tiết kiệm được khoảng trống bên trong thiết bị để có thể tích hợp thêm viên pin lớn hơn cũng như bộ cảm biến mới. Như mẫu Fitbit Vesta, Fitbit Chat 3 được thiết kế để phù hợp với kích cỡ tay nhỏ của phái nữ. Mặt sau của đồng hồ cũng được vát phẳng hơn. Fitbit Chat 3 thì nhẹ hơn khoảng 20% so với người tiền nhiệm là Chat 2. Với một thiết bị Fitbit Tracker, đây thực sự là một điểm cộng lớn. Không chỉ vậy, người dùng còn có thể thay đổi dây đeo của Fitbit Chat sang Sportband giúp nó nhẹ hơn thêm một phần nữa. Một điểm nâng cấp mạnh mẽ nữa trên vòng tay thông minh Fitbit Chat 3 đó là khả năng chống nước. Fitbit Chat 3 có khả năng kháng nước lên đến 5 ATM, hỗ trợ làm việc ở độ sâu 50m, đi kèm theo đó là tính năng theo dõi môn bơi lội để phục vụ cho những ai yêu thích môn thể thao này. Còn về tính năng, khi mình nhìn vào đống tính năng mà Fitbit đã trang bị cho Chat 3, mình đã nhận ra rằng ranh giới giữa thiết bị Fitbit Tracker và Smartwatch đã được thu hẹp đáng kể. Bên cạnh một số tính năng cũ như theo dõi bước chân và đo nhịp tim, Fitbit Chat 3 còn được nâng cấp cảm biến SpO2 đo oxy trong máu. Với ứng dụng SleepCore, Fitbit Chat 3 mang lại giấc ngủ ngon hơn bằng cách đo nồng độ oxy trong máu khi bạn đang ngủ. Thông qua đó, nó sẽ biết là bạn đã thức, ngủ bao lâu cũng như là chất lượng nhịp thở của bạn. Nếu có bất kỳ biến động thất thường nào, Fitbit Chat 3 sẽ đưa ra cảnh báo ngay. Nhưng mà em nó cũng không được hoàn hảo cho lắm, nó mất khoảng vài phút mới nhận diện được mình đã thức giấc vào buổi sáng. Dù sao thì kết quả theo dõi cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Về độ chính xác khi đo nhịp tim, đây hẳn là điều ai cũng cần biết trước khi chọn mua một chiếc Fitbit Tracker nào đó. Nếu mà để so với thiết bị đo nhịp tim thì dĩ nhiên rồi, nó có chênh lệch số. Chat 3 cần cải thiện hơn ở khoản này, dù sao thì cảm biến đo nhịp tim trên cổ tay cũng không hoàn toàn chính xác được. Fitbit Chat 3 có thể hiển thị thông báo, nhận thông báo từ app, thông báo cuộc gọi, tin nhắn và lịch ngay trên vòng tay của mình. Em nó cũng nhận hay là từ chối nhanh các cuộc gọi, trả lời nhanh tin nhắn bằng các đoạn tin có sẵn. Và dĩ nhiên là bạn vẫn có thể tùy biến sao cho chỉ hiển thị những thông báo mình muốn và ẩn đi những gì mình cảm thấy không cần thiết. Không những vậy, Chat 3 còn sở hữu thêm một số app mới như báo thức, hẹn giờ, xem thời tiết, xem lịch. Nhưng đừng mong chờ quá nhiều vào những tính năng thông minh khác mà có thể bạn sẽ chẳng bao giờ cần trên vòng tay. Fitbit Chat 3 có trọng tâm là fitness. Hãy dùng nó để hỗ trợ cho khoảng thời gian tập luyện của bạn, cho các bộ môn chạy máy, bơi lội, treadmill hay là gym. Ngoài ra thì bạn cũng có thể đặt mục tiêu cho các bài tập luyện của mình. Fitbit Chat 3 sẽ hỗ trợ đếm và tự động báo rung khi bạn hoàn thành chúng. Điều tiếc nuối lớn nhất là Fitbit vẫn không tích hợp GPS cho phiên bản mới này, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải kè điện thoại theo bên mình để kết nối GPS nếu muốn theo dõi quãng đường chạy. Nhiều người cho rằng hãng đã cố tình làm vậy để bù cho cải thiện mới về thiết kế, mức giá và thời lượng pin của thiết bị. Fitbit cũng chỉ ra rằng
Tuy khả năng làm việc độc lập với smartphone đang là xu hướng, nhưng vẫn có khá ít người dùng quan tâm đến tính năng này và luôn mang theo smartphone đến bất cứ đâu. Vì thế, ở thời điểm hiện tại, chưa cần thiết phải chú trọng vào nó quá nhiều. Nếu muốn nghe nhạc online hay là kết nối mạng, tốt nhất bạn vẫn nên sử dụng Fitbit Vespa hay là Lonix thì tốt hơn, không có GPS thật khiến mình thất vọng. Được rồi, mình sẽ ngưng chê tại đây, bởi vì hãng Fitbit vẫn là một nhà sản xuất fitness tracker với thời lượng pin khá lớn. Với Chat 3, bạn có thể sử dụng liên tục 1 tuần. Tuy nhiên con số này thì cũng chỉ ước lệ bởi nó còn phụ thuộc vào hoạt động của bạn. Có 2 cách để giúp bạn tiết kiệm pin, đó là tắt tính năng đo nhịp tim liên tục và tắt hết thông báo ứng dụng khi không cần thiết. Nhìn chung, Fitbit Chat 3 là phiên bản nâng cấp cho Chat 2 với nhiều tính năng mới mẻ thú vị. Thiết kế không có nhiều thay đổi. Điểm đáng chú ý nhất là sự thay thế nút bấm vật lý bằng nút bấm cảm ứng. Fitbit Chat 3 có giá không quá đắt so với Fitbit Chat 2, nó chỉ đắt hơn khoảng 10 đô, thậm chí là với bản đặc biệt còn rẻ hơn với mức giá chỉ 150 đô. Sản phẩm cũng sẽ có hai phối màu, gồm màu Graphite và dây đen hoặc màu Raw Gold với dây xám. Với mức giá này, cùng hàng loạt sự nâng cấp ấn tượng, Fitbit Chat 3 theo mình đánh giá là rất đáng để nâng cấp. Hãy đến ngay các showroom của An Tiến, đơn vị hàng đầu về phân phối các mẫu đồng hồ thông minh Fitbit chính hãng tại Việt Nam để sở hữu ngay cho mình một em Fitbit Chat 3 với mức giá hấp dẫn cùng chính sách hậu mãi tốt nhất. Nếu ở xa và không có điều kiện mua trực tiếp, bạn có thể nhận hàng và thanh toán tại nhà mà chỉ cần mua online trên website. Nếu các bạn có thắc mắc gì về sản phẩm thì hãy cứ để lại ngay bên dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên để lại một like và subscribe để ủng hộ cho chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!